Anh em nhìn Alita lên phép đây nè. Quầy cha, ủi cái nào là chất lượng cái đó. Thằng nào mà gánh chịu như cái ủi của tôi mà không ra đi, nó cũng là siêu phàm mấy nay à. Nha, nha, nha. Kể cả là AD thì chỉ cần solo cùng bolero với tôi là đi. Yes sir. Hello anh em, trở lại với kênh của tôi và ngày hôm nay chúng ta sẽ có chế độ gì à? ARURF và trong tay tôi đang là tóc biến lên đẩy vô nè mày. Thằng Vladimir nó hết hồn anh em à. Chiến công đầu nhẹ nhàng thuộc về tay tôi. Đó, anh em đang coi thì cũng biết là chúng ta ngày hôm nay có giáo án gì đúng không? Đúng là như vậy. Alita lên phép. Đó, vậy thì nó mạnh như thế nào? Anh em cùng trải qua các thời kỳ với tôi nha. Thì trong cái trận URF này không có rừng anh em à. Bên tôi không có rừng, cho nên là tôi sẽ đi ganh các kiểu. Lúc này tôi gặp Irelia, Bayon hút liên tục là có. Em nó chạy nhanh quá, tôi tóc biến lên, em nó lướt ngược lại. Nhưng mà không sao, đó chính là một cái đánh thường đến từ vị trí của chiêu 3, làm cho em nó phải hấp hối ngay. Ở Gia Sa lúc này có khu vực đường giữa là Timo đó anh em à. Tôi muốn ủi cho em nó một cái nhưng mà em nó quay lại đánh tôi. Tôi có ulti rồi, bật lên trâu như là con trâu luôn. Và sau đó lại là combo quen thuộc, lấy mạng của Timo. Ghê cho anh em, quẩy ghê cho anh em. Gia Sa. À mà quên nữa, anh em đang xem clip có cần ạt với skin tóc chiến thì tôi có nha anh em ơi. Cảm ơn anh em rất nhiều. Ôi ok, và cái món đầu tiên tôi lên đó là giọng âm lưu đình. À, ủi cái nào là bùng nổ cái đó nha anh em. Tiếp theo đó tôi nhảy xuống khu vực đường dưới. Lúc này Irelia gặp tôi là coi thường lắm. À, coi thường XP này, coi thường rồi nhảy nhảy rồi khó chịu không? Đó, choáng nên tính quay lại chơi anh em mà tôi bay vào combo cái thiêu đốt rồi lụm luôn. Mày múa đi. Mày dậy mày múa nữa đi. Tôi chắc hẳn là sau cái pha combo vừa rồi, à em nó hơi bị gọi là sang chấn tâm lý nhẹ anh em à. Cho nên là tôi quyết định là quay lại gặp em nó một lần nữa. Mong là có thể xoa dịu tinh thần của Irelia. Đó, gặp tôi là tôi bay vô combo liền, nửa cây máu là có đó chứ. Bật ulti lên cho nó trâu trâu nè anh em ơi. Lúc này em nó vào ăn quả hồi phục rồi. Và tôi cùng với Seth là chuẩn bị băng trụ, đợi cho em nó có những cái hành động nhất định. Lúc này tôi ủi ra nhưng mà em nó lướt vào, tóc biến vào trong để mà hất tung. Và sau đó làm một cái bình thiên hạ đến từ vị trí của Seth, chính thức không cho thằng khứa Irelia này chơi game. Rồi cái món tiếp theo tôi lên đó chính là một cái mặt nạ đọa đầy anh em à. Để đọa đầy. À khó chịu vô cùng. Lúc này ở trên khu vực đường trình giao tranh khá là độc, cho nên là tôi đã nhảy đến. Timo đang chờ đợi tôi anh em à. Cho nên là tôi đến tôi combo cái nhẹ luôn. Rồi cái máu mắc hút. Cái máu mắc hút. Thế nhưng mà người ăn được đó chính là Vardet, khó chịu vô cùng. Lúc này tôi có mặt ở trên khu vực đường trên, lao vào combo là có, nhưng mà Caitlyn đã chạy được rồi. Sứ giả lúc này đã vào trụ cho nên là đi vô trụ thoải mái thoải mái. Thỏi con gà mái, một mạng dành cho tôi. Và khiến cho Caitlyn hú hồn con trồn, bởi vì tại sao? Trời ơi! Sao con trâu nó trâu mà nó còn đam dữ vậy? Thì lỡ mạnh quá rồi, thông cảm được không? Nghe. Bây giờ tôi định về để mà lên đồ tiếp theo anh em à. Nhưng mà một điều phát hiện ra thì Kaisara kiếm tôi. Thế là tôi lại bay vào và combo vào người của em nó liên tục. Đẩy liên tục là có nha anh em ơi. Và thằng AD này nó hú hồn. Trời ơi thằng XP đi giữ vậy. Ừ chắc chắn là phải giữ rồi. Lại một mạng dành cho tôi anh em à. Vậy mà anh em có để ý thằng Vares nói này nói kia tem không? Trời ơi URF mà mày. Mà chơi thoải mái thì thắng thua có quan trọng đâu. Mà cứ xịt cái thằng này. Chơi game để vui mà em. Rồi ok anh em, chúng ta lại trở lại với đấu trường. Và đây tôi đang dí theo cái thằng nào mà ít máu là tụi em trước nha anh em ơi. Cái thằng AD lúc này là ăn nguyên một combo của tôi và nó lướt ulti vào trong rồi. Rồi chuyển hướng cái người mà tôi để ý đó lại. Đó chính là Timo. Anh em thấy tôi hút có hồn không? Đúng vậy, hồn vô lúc. Dạ rồi, cũng chẳng để cho anh em bên kia chờ lâu. Ăn xong ba rình Aso là tụi tôi đẩy lên liền anh em à. Và chờ đợi xem có thằng nào muốn trải nghiệm những cái hút vô cùng sức mạnh pháp thuật đến từ vị trí của tôi hay không. Caitlyn bên kia đặt quá trời đặt rồi. Wow, chà tôi lao vào cái thằng Vladimir nhưng mà nó đặt hầu máu lên và nó chạy. Khó chịu vô cùng, lúc này tôi phải ngâm nghi thằng nào bị trói đây. Chính xác là một thằng Kai'Sa. Một cái hút của tôi đầy mỹ mãn và đưa em nó vào trạng thái tới nãy. Thế là perfect rồi đó anh em ạ. Irelia tóc biến lên ulti nhưng mà tôi tóc biến ma thuật để né. Trời ơi sao mà chúng anh được fan. Sao mà chúng được fan. Rồi. Tôi vẫn còn ham lắm anh em ạ. Còn có tí máu à nhưng mà tôi ham. Để xem mấy thằng khứa này như thế nào. Wow, chà còn tí máu thôi anh em ơi. Không thể chạy được nữa rồi. Nhưng mà cho đến khi tôi hồi sinh là khi một con quái vật được trở lại. Đó, khó chịu vô cùng. Tem bên kia đã ra. Và lúc này tôi thấy Irelia cùng với đó là Vladimir.
tôi sẽ chọn Irelia trước. Combo một cái nữa cây máu là có Kaisarira combo liên tục. Tôi lao vào người của Vladimir, em nó hình như hết hồ máu rồi, cho nên là không thể nào mà chống lại một cái sự tốc biến hất tung đến từ vị trí của tôi được. Kaisa, mày kiếm anh hả mày? Một cái đánh thường nhẹ nhàng và double kill dành cho một người đẹp trai thành lịch vô địch khắp vũ trụ. Và lúc này team tôi ở ngoài tràn vào, team bên kia phải gánh chịu một cái sự thiệt hại và thua trông thấy, đầu hàng luôn. Ngài, ok. Anh em thích video của tôi nhớ để lại cho tôi một đăng ký và một follow nha. Cảm ơn em rất nhiều. Thank you.